các nhà quan sát chỉ ra khi bình luận về tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga về tổn thất của lực lượng vũ trang Ukraine ở khu vực Kursk. Những tổn thất này đặc biệt đáng kể vì Ukraine đã cử các đơn vị quân đội hùng mạnh nhất của mình tham gia cuộc tấn công, bao gồm các xe tăng Challenger 2, T-80 và Leopard khan hiếm. Tạp chí này cũng cảnh báo rằng tổn thất của Ukraine trong chiến dịch này có thể ảnh hưởng đáng kể đến vị thế của lực lượng vũ trang Ukraine trong cuộc xung đột. Một ngày trước đó, Bộ Quốc phòng đưa tin trong cuộc giao tranh, các đơn vị Nga đã đẩy lùi nỗ lực của lực lượng vũ trang Ukraine nhằm xâm chiếm lãnh thổ Nga ở khu vực Kursk, tiêu diệt tới 2.860 quân nhân, 41 xe tăng, 40 xe bọc thép, 23 bộ binh, xe chiến đấu, 213 xe chiến đấu bọc thép và 22 khẩu pháo. Trong khi đó, bình luận trên kênh YouTube riêng, nhà phân tích người Anh Alexander Mekuris cho biết rằng Bộ chỉ huy Ukraine buộc phải rút một số binh sĩ từ các hướng khác và gửi họ đến Kursk do tổn thất lớn trong hàng ngũ lực lượng vũ trang Ukraine. Chuyên gia lưu ý, người Ukraine phải tăng cường quân đội ở khu vực Kursk và nhận lực lượng dự bị từ các hướng khác lực lượng vũ trang Ukraine tham chiến và kết thúc ở một hố đen gần Kursk vì tổn thất của họ là rất lớn. Theo Mekuris, giới lãnh đạo Kiev thực sự bị ám ảnh bởi ý tưởng hoạt động quân sự ở khu vực này của mặt trận. Trong khi Tổng thống Zelensky và nhóm của ông không chú ý đến thực tế là lực lượng vũ trang Ukraine đang phải chịu thất bại nặng nề ở Donbass và đang mất kiểm soát. Theo báo Pravda của Ukraine, lữ đoàn tấn công đường không số 80 đã chọc thủng tuyến phòng thủ của Nga ở Cớt, phá hủy một trạm kiểm soát biên giới và bắt giữ hơn 50 tù binh trong cuộc tấn công xuyên biên giới vào lãnh thổ nước láng giềng từ ngày 6 tháng 8. Trong thông điệp đăng tải trên Facebook ngày 16 tháng 8, lực lượng Ukraine viết, khi tiến đến trạm kiểm soát biên giới sút ra, các nhóm tấn công của lữ đoàn 80 đã nhận được sự yểm trợ của pháo binh và xe bọc thép hạng nặng. Đối mặt với hỏa lực dữ dội từ pháo binh Ukraine, và nhìn thấy xe tăng Ukraine ở trạm kiểm soát, quân Nga đã đưa ra quyết định đúng đắn. Họ dương cờ trắng đầu hàng lính Ukraine và cùng những binh sĩ bị thương tiến về biên giới Ukraine. Cùng ngày, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine, AFU, đã công bố báo cáo cập nhật tình hình chiến sự, cho biết đã có tổng cộng 144 cuộc giao tranh xảy ra ở các khu vực tiền tuyến nước này trong 24 giờ qua. Theo nhà chức trách, quân Nga đang tiến công dữ dội nhất ở cả ba mặt trận Pokrov, Torres và Kurakhov, đông bắc Ukraine. Quân đội Ukraine thống kê, chỉ trong 24 giờ qua, ở mặt trận Pokrov, họ đã đẩy lùi 41 vụ tấn công của Nga gần các khu định cư Pantelei-Monivka, Sukhabanka, Kalinove, Zelenepole, Novotoreske, Mikolaika, Novohoribka, Novochelane, Skupne và Petiche. Ở các vùng biên giới Chernihiv và Sumy, đối phương vẫn duy trì sự hiện diện quân sự, tiến hành các vụ tập kích bằng súng cối và pháo binh vào các khu định cư của chúng ta từ lãnh thổ Nga, trích báo cáo Bộ Tổng tham mưu AFU. Trong một thông điệp mới đăng tải trên kênh Telegram, Serhii Dobriak, quan chức phụ trách quân sự của Pokrov cho hay, các lực lượng Moscow đã áp sát khu vực và hiện chỉ còn cách ngoại ô thành phố khoảng 10 km. Ông Dobriak kêu gọi người dân sống ở thành phố trực thuộc tỉnh Donetsk này đặc biệt là các gia đình có trẻ em và người già nên sơ tán khẩn cấp. Tờ Business Insider ngày 15 tháng 8 đưa tin, các trang web việc làm tại Nga đang quảng cáo các vị trí đào chiến hào ở tỉnh Kursk khi Điện Kremlin vội vã tìm cách tăng cường phòng thủ. Theo các quảng cáo việc làm của Nga, được BBC đưa tin đầu tiên, các bài đăng này tuyển dụng lao động phổ thông có thể đào công sự ở khu vực biên giới Kursk. Các vị trí công việc này được trả lương từ 150.000 tới 371.000 rub khoảng 42 triệu tới 104 triệu Việt Nam đồng một tháng. Động thái này diễn ra sau khi Ukraine phát động một cuộc đột kích xuyên biên giới táo bảo và tỉnh Kursk của Nga vào tuần trước, khiến quân đội Nga bất ngờ. Ukraine tuyên bố họ hiện đã kiểm soát 1.000 km vuông lãnh thổ Nga. Theo Business Insider, các chuyên gia nhận định, phản ứng của Nga trước cuộc đột kích của Ukraine đã bị cản trở bởi hệ thống mệnh lệnh chỉ huy hỗn loạn và binh sĩ thiếu kinh nghiệm. Nhưng Nga đang triển khai thêm quân đến khu vực này và xây dựng các công sự để ngăn chặn lực lượng Ukraine tiến xa hơn nữa. Điện Kremlin đã ban bố tình trạng khẩn cấp và sơ tán 132.000 người khỏi Kursk và tỉnh Bengros lân cận tổ chức tư vấn Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK có trụ sở tại Mỹ hôm 14 tháng 8 cho biết, hình ảnh vệ tinh cho thấy Nga đang đảo các công sự, bao gồm cả chiến hào và công trình phòng thủ chống xe quân sự, cách các vị trí tiên phong của lực lượng Ukraine tại Kursk khoảng 16 km. Báo cáo của ISVK cho biết, các lực lượng Nga dường như được đặc biệt lo ngại về các xa lộ chính và có khả năng đang cố gắng bảo vệ các tuyến đường liên lạc quan trọng trên bộ GLOC để ngăn chặn các cuộc tấn công của Ukraine. Theo đài Svoboda Ukraine, các công trình phòng thủ của Nga đang được xây dựng dọc theo đường cao tốc lugov xa cách thị trấn xa thuộc tỉnh Kurs 1,5 km. Theo hình ảnh vệ tinh, chiến hào gần Ukraine nhất đang được xây dựng gần làng Viktorovka, cách biên giới khai nước 45 km. Điểm xanh nhất là giao lộ của đường cao tốc Selikovi, Rovi Ivanino và Diakonovo Sosa gần Kurs, cách biên giới 75 km. Theo BBC, Nga cũng đang xây dựng tuyến phòng thủ trong khu vực nhà máy điện hạt nhân Kursk, chiến hào gần nhất nằm cách nhà máy điện hạt nhân 8 km. Các nhà phân tích dự đoán cuộc đột kích của Ukraine vào Kursk có thể là nhằm mục đích chuyển hướng quân đội Nga khỏi Donetsk ở miền đông Ukraine, nơi diễn ra giao tranh dữ dội, hoặc Ukraine cũng có thể dùng lãnh thổ Nga mà họ kiểm soát được như một con bài mặc cả trong các cuộc đàm phán hòa bình trong tương lai với Nga. Business Insider đưa tin trong cuộc họp với các quan chức cấp cao Nga được truyền hình trực tiếp vào ngày 13 tháng 8, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố nước này phải đánh đuổi những kẻ xâm lược. Hãng tin RIA dẫn lời ông Mikhail Shemet, thành viên của Ủy ban Quốc phòng Quốc hội Nga, nói hôm 16 tháng 8, xét đến sự hiện diện của thiết bị quân sự phương Tây, việc sử dụng đạn dược và tên lửa phương Tây trong các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng dân sự và bằng chứng không thể chối cãi về sự tham gia của người nước ngoài trong cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga, có thể đi đến kết luận rằng thế giới đang bên bờ vực của chiến tranh thế giới thứ ba. Ông Shemet đồng tình với quan điểm của Tổng thống Vladimir Putin rằng các nước NATO đã bật đèn xanh cho kế hoạch của Ukraine xâm nhập vào lãnh thổ Nga. Các quan chức Nga cảnh báo nếu vũ khí phương Tây được sử dụng trên lãnh thổ Nga, Moscow sẽ coi đó là hành động leo thang nghiêm trọng. Trợ lý của Tổng thống Putin, ông Nikolai Patrushev, cũng cáo buộc phương Tây đứng sau vụ tấn công của Ukraine vào biên giới Nga. Ông Pachusev cho biết, NATO và các cơ quan tình báo phương Tây đã tham gia vào việc lập kế hoạch cho chiến dịch Kurs, mặc dù ông không đưa ra bằng chứng cho cáo buộc này. Các nước NATO đã gửi vũ khí và huấn luyện viên quân sự đến Ukraine. Họ tiếp tục cung cấp cho Ukraine dữ liệu tình báo và họ kiểm soát các hành động của các nhóm tân phát xít. Quan chức Nga nói, Ông Pachusev bác bỏ tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ rằng Washington không tham gia vào chiến dịch Kursk. Mỹ thường nói một đằng và làm một nẻo. Nếu không có sự tham gia và sự đồng ý trực tiếp của họ, Kiev sẽ không bao giờ dám đặt chân đến lãnh thổ Nga. Ông nói, Andrei Initsky, cựu cố vấn của Bộ Quốc phòng Nga, cũng nhận định cuộc xâm nhập của quân đội Ukraine vào vùng Kursk của Nga được điều hành và phối hợp bởi các cơ quan đặc nhiệm của phương Tây. Thiếu tướng Ati Alaudinov, Phó Cục trưởng Cục Chính trị, Quân sự của lực lượng vũ trang Nga và chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Ahmad, cáo buộc Bộ Tư lệnh NATO chắc chắn đã tham gia vào quá trình triển khai chiến dịch quân sự của Ukraine ở Kursk. Theo tướng Nga, một số lượng lớn lính đánh thuê nước ngoài đã tham gia vào chiến dịch đột kích của Ukraine vào vùng Kursk. Các chuyên gia từ lực lượng vũ trang của các nước phương Tây có thể đã tham gia vào cuộc tấn công này. Mỹ, quốc gia viện trợ chính cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga, nhấn mạnh rằng cuộc tấn công của Ukraine vào vùng Kursk không phải là hành động leo thang và Kiev đang hành động để phòng vệ. Ukraine tuyên bố đã kiểm soát hơn 1.000 km vuông lãnh thổ Nga và hơn 80 khu định cư, đồng thời lập chính quyền quân sự tại vùng lãnh thổ kiểm soát ở Kursk. Trong khi đó, Nga được cho là bắt đầu rút hàng nghìn quân từ chiến trường Ukraine về nước để giữ phòng tuyến Kursk trước đà tiến công của Kiev. Theo Bộ Quốc phòng Nga, tổng thiệt hại của lực lượng Ukraine trong chiến dịch Kursk tính đến nay lên tới 2.640 quân nhân, 37 xe tăng và hàng loạt thiết bị quân sự khác. Bộ Quốc phòng Nga ngày 15 tháng 8 thông báo đã thành lập một hội đồng điều phối về các vấn đề an ninh quân sự tại các khu vực biên giới. Nga cũng ban bố tình trạng khẩn cấp tại một số khu vực. Tôi đã ra lệnh thành lập một hội đồng điều phối về các vấn đề an ninh quân sự tại các vùng biên giới, các khu vực Benkorod, Bryansk và Kursk. Mục đích của hội đồng là nâng cao hiệu quả hỗ trợ toàn diện cho các nhóm chiến đấu đang tham gia bảo vệ biên giới quốc gia, bảo vệ lãnh thổ và người dân của các khu vực, Bộ trưởng Quốc phòng Nga tuyên bố. Đã gần 10 ngày kể từ khi Ukraine đưa quân tràn sang biên giới tấn công tỉnh Kurs của Nga, các đợt giao tranh tại khu vực vẫn tiếp diễn. Đáng quan ngại hơn là cả hai đều thể hiện quyết tâm sẽ chiến đấu tới cùng, làm lu mờ triển vọng đàm phán cho cuộc xung đột kéo dài gần 30 tháng. Ukraine tìm cách tăng quỹ trao đổi với Nga Theo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, lực lượng Ukraine đã tiến thêm từ 1 tới 2 km vào tỉnh Kursk trong ngày 14 tháng 8, theo hãng tin Reuters. Ông Zelensky nói trong bài phát biểu chung với Tổng tư lệnh quân đội Ukraine, Oleksandr Shishky đăng trên Telegram. Chúng tôi đang tiến vào Kursk từ 1 đến 2 km ở nhiều khu vực khác nhau kể từ đầu ngày, Ông Zelensky nói thêm rằng quân Ukraine đã bắt 100 binh sĩ Nga và cho rằng việc này sẽ đẩy nhanh quá trình hồi hương của những binh sĩ Ukraine bị bắt giữ. Tổng thống Ukraine nói thêm, cuộc tiến công của chúng ta tại Kursk đang diễn ra tốt đẹp, chúng ta đang đạt được mục tiêu chiến lược của mình. Quỹ trao đổi của Ukraine cũng đã được bổ sung đáng kể. Về phần ông Shisky, vị tổng tư lệnh cho hay, Kiev đã kiểm soát được hơn 1.000 km vuông lãnh thổ Nga và thị trấn biên giới Shutha của Nga hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine. Nhận xét về chiến dịch ở tỉnh Kursk, giới lãnh đạo Ukraine nói rằng quân đội nước này đã thành lập một vùng đệm tại Kursk nằm giữa Nga và Ukraine, từ đó bảo vệ lãnh thổ Ukraine khỏi các cuộc tấn công của Nga. Phó Thủ tướng Ukraine Irina Vereshchuk nói, lực lượng phòng vệ Ukraine đang tạo ra một vùng đệm an ninh trên lãnh thổ Nga giáp với Ukraine, cho biết thêm rằng Ukraine cung cấp đường dây nóng 24 giờ cho cư dân tỉnh Kursk muốn sơ tán đến Ukraine. Đồng quan điểm, Bộ trưởng Nội vụ Ukraine, ông Ihor Klimenko cho rằng việc tạo ra vùng đệm tại tỉnh Kursk là bước đi nhằm bảo vệ các cộng đồng biên giới Ukraine khỏi các cuộc pháo kích hàng ngày của Nga. Vị Bộ trưởng trích dẫn số liệu rằng chỉ riêng mùa hè năm nay của quân đội Nga đã tiến hành hơn 2.000 cuộc không kích nhằm vào tỉnh Sumy, giáp tỉnh Kursk của Nga bằng tên lửa, pháo binh, tên lửa phòng không, bom lượn và súng cối. Ukraine tin tưởng rằng các cuộc tấn công vào tỉnh Kursk đã góp phần phân tán lực lượng Nga khỏi tiền tuyến miền đông Ukraine. Ngày 14 tháng 8, ông Dmytro Kholod, chỉ huy tiểu đoàn Nightingale của quân đội Ukraine, nói với đài CNN rằng Nga đã rút quân dự bị khỏi các khu vực chiến trường quan trọng ở Ukraine, bao gồm tỉnh Zaporizhia và Kharkiv và bán đảo Crimea để hỗ trợ hoạt động ở Kursk. Bên cạnh tấn công Kursk, lực lượng Kiev gần đây mở rộng các cuộc tấn công trên nhiều tỉnh khác của Nga giáp biên giới Ukraine. Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine cũng cho biết các lực lượng Ukraine ngày 14 tháng 8 đã mở cuộc tấn công vào 4 sân bay Nga ở các tỉnh Voronezh, Kursk, Dnipro, Novgorod. Ukraine cho biết đây là cuộc tấn công quy mô lớn nhất từ trước đến nay vào các sân bay Nga, Cuộc tấn công là kết quả của sự phối hợp giữa không quân, lực lượng tác chiến đặc biệt của Ukraine cùng với Cục An ninh Ukraine, SSU và Tình báo Quốc phòng Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga ngày 14 tháng 8 báo cáo rằng, bên cạnh việc đánh chặn tên lửa và máy bay không người lái UAV của Ukraine ở Kursk, quân đội Nga cũng bắn hạ những vũ khí này tại tỉnh Voronezh và tỉnh Belgorod, đều là các tỉnh Nga giáp biên giới Ukraine. Nga quyết chiến tới cùng, tuyên bố ngừng đàm phán. Về phía Moscow, Bộ Quốc phòng Nga ngày 14 tháng 8 nói rằng quân đội nước này tiếp tục đẩy lùi nỗ lực của Ukraine trong việc xâm nhập vào lãnh thổ Nga. Theo đó, nhóm tác chiến phía Bắc của Nga với sự hỗ trợ UAV đã ngăn chặn nhiều đợt tiến công của quân đội Ukraine. Cũng theo bộ này, Nga tiếp tục tấn công bằng máy bay và lực lượng dự bị của Ukraine ở tỉnh Sumy, Bộ Quốc phòng Nga ước tính kể từ khi phát động cuộc tấn công vào Kursk, Ukraine đã mất hơn 2.300 binh sĩ, 37 xe tăng, 32 xe bọc thép chở quân, 18 xe chiến đấu bộ binh, 192 xe chiến đấu bọc thép, 88 phương tiện, 4 hệ thống tên lửa phòng không, 2 bệ phóng tên lửa đa nòng và 15 khẩu pháo dã chiến. Moscow cũng cho biết đã sơ tán 8.000 dân thường tỉnh Kursk đến các trung tâm trú ẩn. Ngoài ngăn chặn cuộc tấn công của Ukraine ở Kursk, Nga tăng cường hoạt động trên chiến trường Biển đông Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga cho hay, chỉ riêng ngày 14 tháng 8, Nga đã tấn công vào nhân lực và thiết bị của Ukraine tại gần 150 khu vực trên chiến trường, khiến đối phương tổn thất hàng ngàn binh sĩ, theo hãng thông tấn TASS. Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine cũng báo cáo về các cuộc pháo kích dữ dội của Nga tại nhiều tỉnh thành trên khắp Ukraine. Trong ngày 14 tháng 8, Ukraine ghi nhận 106 cuộc giao tranh dọc theo tiền tuyến, trong đó dữ dội nhất là thành phố Popros, tỉnh Donetsk. Trên mặt trận ngoại giao, Nga tiếp tục chỉ trích Ukraine và kêu gọi cộng đồng quốc tế lên án chiến dịch của Kiev. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova kêu gọi Liên Hợp Quốc công nhận cuộc xâm nhập của Ukraine vào tỉnh Kursk là một hành động khủng bố trắng trợn. Bà Zakharova nói, hành động xâm lược của Ukraine không chỉ là vi phạm nhân quyền mà là hành động khủng bố chống lại dân thường, đồng thời bày tỏ hy vọng rằng Liên Hợp Quốc sẽ cử phái đoàn đánh giá đầy đủ về sự tàn phá do lực lượng Ukraine gây ra trên lãnh thổ Nga. Cũng trong ngày 14 tháng 8, Đại sứ lưu động của Bộ Ngoại giao Nga, ông Rodion Mirosnik nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào Kursk đã chấm dứt khả năng đàm phán hòa bình để kết thúc chiến sự Nga-Ukraine. Đài RT dẫn lời ông Mirosnik, với các hành động khủng bố ở Kursk, Ukraine đã tạm dừng lâu dài tiến trình đàm phán hòa bình. Việc đàm phán với một đối thủ hoàn toàn mất trí là không thể. Bình luận của ông Mirosnik lặp lại phát ngôn trước đó của Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng Nga sẽ không đàm phán với những kẻ tiến hành tấn công bừa bãi vào dân thường, cơ sở hạ tầng dân sự hoặc cố gắng đe dọa các cơ sở năng lượng hạt nhân Nga. Ngày 13 tháng 8, các lực lượng Nga đã tấn công đáp trả binh sĩ Ukraine tại vùng Kursk, sử dụng tên lửa và máy bay không người lái. Đây là diễn biến mới nhất liên quan tới giao tranh giữa Nga và Ukraine tại mặt trận mới. Trước đó, phía Ukraine đã bất ngờ tấn công và tràn sang vùng Kursk thuộc khu vực Nga nằm sát biên giới khai nước. Nga tăng hỏa lực vào Ukraine sự kiện trên đây chú ý là vì đợt xâm nhập lớn nhất Ukraine thực hiện vào lãnh thổ Nga kể từ tháng 2 năm 2022, thời điểm Tổng thống Nga Vladimir Putin triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Theo ông Putin, Ukraine tràn vào vùng Kursk nhằm tranh thủ lợi thế để có đòn bẩy trên bản đàm phán chấm dứt chiến sự tiềm năng sau này. Các blogger quân sự Nga đã đưa tin về nhiều cuộc giao tranh quyết liệt ở mặt trận Kursk. Họ cho hay Ukraine vẫn tiếp tục muốn mở rộng kiểm soát tại đây, trong khi Nga đã đưa thêm quân đội và vũ khí hạng nặng đẩy lùi nhiều đợt tấn công từ Kiev. Bộ Quốc phòng Nga công bố một đoạn băng cho thấy máy bay Su-34 tấn công vào lính Ukraine. Ông Ati Alaudinov, chỉ huy đặc nhiệm Ahmad Chenchen, khẳng định cuộc tiến công của Ukraine đã bị chặn và kẻ thù hiểu rằng kế hoạch tấn công chấp nhoáng của chúng đã không hiệu quả. Vừa qua, ông Putin đã nói với các quan chức cấp cao của Nga sẽ đẩy lui quân đội Ukraine, đồng thời cam kết sẽ có phản ứng xứng đáng, nhấn mạnh lực lượng Nga đang đẩy mạnh tiến độ dọc theo các khu vực khác của mặt trận. Lâu nay, Nga và Ukraine đã tập trung giao tranh dọc chiến tuyến mạng phía đông Ukraine, nhưng vùng Kursk đang nổi lên như một mặt trận mới và có vẻ khai bên sẵn sàng phân tán lực lượng cho nhiều điểm nóng cùng lúc. Ngày 13 tháng 8, hãng thông tấn TASS của Nga dẫn lời quan chức địa phương cho biết có hai người thiệt mạng do các cuộc không kích của Ukraine tại thành phố Lysychansk, nơi Nga đang kiểm soát ở miền đông Ukraine. Trước đó, chính quyền Lysychansk nói hơn 30 người bị thương trong vụ tấn công nói trên. Nga đọc được bài của Ukraine một số quan điểm từ phương Tây cho rằng việc Ukraine chọc thủng vùng biên giới khiến Nga mất mặt và có thể giảm áp lực cho các điểm giao tranh ở Biển Đông và Đông Nam nước này do Moscow buộc phải chia hỏa lực. Tuy vậy, như phân tích của tuổi trẻ online gần đây, chiến thuật của Ukraine cũng là con dao khai lưới. Chính ép về cơ bản cũng giàn trải lực lượng trên nhiều chiến trường mười 13 tháng 8, hãng tin Reuters nhận định, bằng việc dành lực lượng cho vùng Kursk, Ukraina có thể phải để lộ các khu vực khác trên mặt trận khi Nga tiến quân. Nga vốn có quân đội lớn hơn rất nhiều, có thể cố gắng bao vây các lực lượng Ukraina. Quan trọng hơn, tính toán của Ukraina cũng chịu ảnh hưởng từ mức độ đáp trả của Nga khi vụ xâm nhập biên giới vừa qua có khả năng đẩy chiến sự tới những kịch bản leo thang khác các nước phương tây ủng hộ ukraina vẫn khá thận trọng không muốn xung đột ukraina nga lan rộng thành mặt đối đầu trực diện giữa phương tây với nga vừa qua tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato tuyên bố không được cảnh báo trước về cuộc tấn công của ukraina trong khi đó tổng thống nga putin cáo buộc phương tây sử dụng ukraina cho cuộc chiến ủy nhiệm với nga và vụ tràn qua biên giới vừa rồi là một nỗ lực phá hoại sự ổn định trong nước của nga Cơ quan tình báo đối ngoại Nga khẳng định, tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky đã tiến hành những bước đi mạo hiểm có thể tạo ra nguy cơ leo thang căng thẳng vượt ngoài biên giới Ukraina.